Chào bác sĩ ạ. Dạ, bác sĩ cho hỏi là trước cháu có bị rối loạn lo âu ấy ạ. Cháu điều trị một thời gian thì giờ nó đỡ rồi, nhưng mà đợt vừa rồi nó lại bị cháu nằm quay nghiêng người ấy, nằm thay đổi tư thế là hay bị kiểu chóng mặt, thì có phải do tiền đình không bác sĩ? Cháu năm nay tuổi. Cháu năm nay 35 tuổi. Có ngủ được không? Cháu vẫn ngủ bình thường ạ. Ừ. Cái đấy là thiếu oxy lên vùng này này. Dạ vâng. Không thì ví dụ đang nằm trong cho quay sang một tư thế, ví dụ nằm bên trái quay sang bên phải, nó liên quan đến cái động mạch sống đèn này, cái cột sống cổ của cháu bây giờ cũng chắc là nó có hay mỏi không? Có, nó hay bị đau ạ. Đấy. Đấy là liên quan đến vùng đấy này nè. Con quay thì này, cái động mạch sống đèn này nó tưới máu lên vùng tiền đình này nó kém. Vâng. Loạn lo âu của cháu cũng làm cho cái tưới máu lên não của cháu kém. Đấy, bây giờ phải bớt lo căng thẳng, bớt lo lắng và mắc xa cái vùng này. Đến khi thay đổi tư thế hay là hay lúc nào nó cũng chóng mặt. Vâng. Thế là bây giờ sẽ cho thuốc để đỡ cái chóng mặt cho con nhá. Cho nó đưa oxy lên vùng tiền đình và mắc xa cái vùng chậm đáy này. Thưa, trước mắt cứ thế uống thuốc khoảng 3 tuần, sau đấy lại gọi điện tư vấn lại. Còn nếu mà thay đổi tư thế và chóng mặt nhiều thì con phải đi chụp cái xỉ quang cột sống cổ này. Vâng. Rồi nếu mà chóng mặt nhiều sẽ phải chụp cả cái não. Cháu hiện nay đang sống ở đâu? Cháu sống ở Ninh Bình ạ. Ở ngay Ninh Bình. Còn nếu không mà ấy thì phải lên Hà Nội để khám. Còn nếu mà đỡ rồi thì thôi nhá. Ừ. Vâng.